Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đấy chính là ai sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sắp tới. Đây là một video được theo yêu cầu, thì mình nhớ là cách đây không lâu mình cũng đã làm video dạng như thế này rồi, nhưng mà ok, bởi vì là bạn này bạn yêu cầu cũng khá là nhiều, nên mình quyết định là sẽ làm lại, tiếp tục update cái chủ đề này. Đấy chính là sắp tới ai sẽ liên lạc với các bạn. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để xem là sắp tới đây ai sẽ liên lạc với bạn. Họ là ai? Họ liên lạc với bạn với mục đích gì? Để làm gì? Và nếu như được thì mình sẽ tìm hiểu rằng là cái nội dung hay là họ liên lạc với bạn ở đây để thông báo cho bạn điều gì hay là nói cho bạn điều gì nhá. Rồi 1, 2, 3. Các bạn hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài đi. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là sắp tới ai sẽ liên lạc với các bạn. Thì mình thấy rằng là cái người mà sẽ tới liên lạc với bạn trong thời điểm tiếp theo là một người mà đã từng làm một cái điều gì đấy sai với các bạn. Và cái điều này nó là cái điều sai rành rành đó nhá, chứ không phải là trong câu chuyện thì có người đúng người sai. Cái đấy thì ok, cũng có thể trong mối quan hệ này cũng có những lúc bạn đúng, có những lúc bạn sai, cái đấy mình không nói đến. Nhưng người này có làm một cái chuyện đấy, chuyện gì đấy mà nó sai rành rành, ví dụ như họ phản bội bạn, hoặc là họ giấu giếm bạn một cái gì đấy, hoặc là họ làm một cái điều gì đấy khuất tất đằng sau lưng bạn, thì rõ ràng đây là một cái sự sai rành rành đó nhá, sai mà trái luôn đấy, sai trái luôn đấy. Thì cái người này này, mình thấy rằng là họ dường như lúc trước ấy, họ từ chối cái việc họ chịu trách nhiệm với những gì họ sai trái. Ví dụ như khi mà họ đã làm sai rồi và bạn bóc phốt họ ra ấy, bạn bóc họ ra ấy, thì họ chỉ có cách là họ trốn lủi và họ đi thôi, họ đi luôn, hoặc là họ trốn đi một chỗ khác, bởi vì họ không có đủ dũng cảm để đối diện với bạn, và họ cũng sợ bạn nổi giận, sợ mà ở lại thì bạn càng làm bạn khùng lên, càng làm bạn điên lên thôi. Trên cái người này có thể họ đã rút đi đâu đó một khoảng thời gian, hoặc là ngắt kết nối gì đó với các bạn rồi. Thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này giữa bạn và họ không nhất thiết phải là mối quan hệ yêu đương, mà đây có thể là bất kỳ mối quan hệ nào, mà đại loại là người này có khả năng họ đã phản bội bạn, nói dối bạn này, hoặc là làm một cái gì đấy mà nó đã sai với bạn. Thì mình thấy rằng là thật ra cái người này ngay từ ban đầu đã không hẳn là một người đàng hoàng rồi. Tức là bạn thấy được những cái red flag từ cái mối quan hệ này và từ cái người này. Bởi vì các bạn nhìn thấy hình ảnh người này không? Tôi luôn luôn là giấu mặt, mình không hề thấy được cái người này, mặt mũi của họ như thế nào. Đó luôn là một cái hình ảnh gì đó mà nó ở phía kiểu giống như là nó được che đi, đâu có nhìn thấy mặt mũi của người này trông như nào đâu. Đó. Và mình thấy rằng là cái người này họ làm gì cũng nhanh, để với mục tiêu là để họ nhanh đạt được cái mục đích hay là cái thứ mà họ mong muốn. Bạn thấy cái hình ảnh ở đây không? Cái người này này, họ giống như là họ đang cắt những cái cánh, những cái lông của những cái con quạ này. Thấy không? Đó. Và họ kiểu giống như là ăn trộm những cái lông này, họ cất vào cái bị của họ, vào cái túi của họ. Thì cái người này cũng như vậy, họ dường như đã làm một cái việc gì đấy mà nó không hề gọi là tốt chút nào, và nó không hề đường đường chính chính một chút nào, làm trong bóng tối, làm trong sự khuất tất. Đó, thì mình thấy rằng là bản thân bạn sau khi cái người này rời đi ấy, thì bản thân các bạn cũng có một khoảng thời gian tương đối là thất vọng và vật lộn với cái sự lừa dối này. Nhưng các bạn biết một ngày nào đó người này sẽ quay trở lại mà thôi. Đó, mình không biết là bạn tin vào điều gì, hoặc là tại sao bạn lại có cảm giác như thế, nhưng bạn tin là một ngày nào đó họ sẽ phải trở lại với bạn mà thôi. Trở lại để làm gì? Có thể là để xin lỗi hoặc là gì gì đó ở đây. Đó, và mình thấy là bạn vẫn đứng ở đây để bạn chờ họ. Thì trong cái khoảng thời gian bạn đứng ở đây bạn chờ họ ấy, thì mình thấy rằng là bạn chọn cái cách là bạn phát triển bản thân của các bạn hơn, trở nên tốt đẹp hơn. Và đến hiện tại thì mình thấy là bạn đã vững vàng hơn với cái vị trí và cái chỗ đứng của bản thân của mình rồi. Đó, tất nhiên là không phải là bạn đang chờ họ quay trở lại, mà bạn ta vẫn đứng ở đây, đầu đội trời chân đạp đất ở đây để đợi mày quay trở lại này. Đấy, tính sổ này, kiểu như thế. Tuy nhiên ý, thì cái người này sẽ liên lạc lại với bạn trở lại ở đây. Mình không quá rõ mục tiêu của họ là gì, nhưng mà nhiều khả năng ở đây á, nó sẽ có hai cái dạng mục tiêu nhá. Đầu tiên ở đây á, là họ mong muốn nối lại cái mối quan hệ này, hoặc là mong muốn được bạn tha thứ, kiểu như vậy. Cái trường hợp số 2 ở đây, cái điều thứ hai ở đây, đây chính là đây là một bài test
mà vũ trụ đem đến cho các bạn để xem là bạn đã hoàn toàn đứng trên chính đôi chân của mình chưa? Bạn đã buông bỏ được những hận, những nỗi giận hay những nỗi hận của các bạn chưa? Bạn đã học được bài học của bạn chưa? Hay người này quay trở lại dỗ ngon ngọt bạn một cái một lần nữa thì bạn lại quay trở lại với họ? Đó, hay là bạn sẽ quyết liệt từ chối họ hay là như thế nào? Ok, thì tức là đại loại là sẽ có rất nhiều lý do cho cái việc họ quay trở lại và liên lạc với các bạn. Thì cái người này vẫn, mình thấy họ vẫn vậy thôi. Con rắn cho dù có lột xác 1000 lần nó vẫn là con rắn. Nó chẳng bao giờ nó có thể trở thành con rồng được. Hãy nhớ điều đó nhé. Cho nên là bạn vẫn nên cảnh giác và cẩn thận với cái người này. Thì mình thấy là bạn vẫn ở trong cái hướng gọi là bạn ngồi đây bạn chờ. Bạn đã vững bước, bạn đã vững vàng hơn rồi. Và bạn chờ đây là gì? À, đợi mày đến đây ta sẽ phán xử mày, kiểu như thế. Thì mình thấy là cái người này sẽ liên lạc gì đấy với bạn. Có thể họ sẽ có những cái lời ngon ngọt, xin lỗi rồi này kia các thứ. Đó, thì mình thấy rằng là bạn cũng không nhất thiết là phải gay gắt gì đấy với họ. Nhưng mà hãy có một cái ranh giới cho bản thân của mình để bảo vệ được bản thân của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây cũng là cơ hội để bạn buông bỏ những hận thù, những sự ghét bỏ đối với cái người này. Bạn không ghét họ nữa, bạn tha thứ cho họ không đồng nghĩa với việc là bạn sẽ cho họ một lần nữa quay trở lại trong cuộc sống của mình. Mà là bạn không hờn, không giận ở đây có nghĩa là bạn sẽ không nghĩ đến họ nữa. Bạn coi như bạn đã học xong bài học này rồi. Bạn biết ơn vì cái việc là bạn đã học được bài học về cái lòng tin này, về cái điều này, để cho bạn vững bước trên hành trình tiếp theo. Còn mình nói luôn, bạn đừng có suy nghĩ là đừng có suy nghĩ là sẽ quay trở lại. Bởi vì thật ra như mình nói rồi, họ vẫn là họ thôi, họ vẫn như vậy thôi. Còn có chỉ có các bạn là thay đổi. Và nhưng mà mình tin vào cái sự thay đổi này của các bạn ấy, rằng là bạn đủ sáng suốt để biết được rằng là bạn nên làm gì. Ở đây chúng ta có đây something better, nó nói về việc là sẽ có những cái điều tốt đẹp hơn nó đến với cuộc sống của các bạn. Năng lượng của bạn đang thay đổi, bạn có những ước mơ, những niềm tin, những mong muốn của bạn. Và chắc chắn những cái ước mơ, niềm tin, mong muốn đấy của bạn ấy, nó sẽ trở thành hiện thực. Bạn giờ đây đã phát triển hơn rất rất nhiều so với trước kia rồi. Bạn đã đi trên những cái nấc thang mới của cuộc đời mình rồi. Còn cái người này mình thấy rằng là họ vẫn vậy, họ vẫn như thế, thậm chí còn tệ hơn. Đó, cho nên là chính bạn khi mà nghe họ liên lạc hoặc là gì đấy, họ nói chuyện thôi, bạn đã thấy là đột nhiên bạn sẽ suy nghĩ là ồ, tại sao trước kia mình có thể nói chuyện được với cái người này, mình có thể làm bạn hoặc là có tình cảm với họ nhỉ? Bây giờ mình cảm thấy những cái lời này nó quá là chối đi, mình không thể nào nạp được cái điều này vào đầu của mình, hay là mình không thể nào mà mình lắng nghe được cái điều này nữa. Đó, đột nhiên bạn sẽ thấy được có một cái sự chênh lệch ở đây, thực sự là có một cái sự chênh lệch rất lớn nha. Không phải là mình coi thường hay chúng ta coi thường cái người này, chỉ là như mình nói rồi, người này không có cùng tần số với các bạn. Họ chuyên làm những cái việc mà khuất tất đó, kiểu như vậy, luôn luôn giấu mặt đó. Cái ngày đó khi mà cái câu chuyện đấy nó xảy ra, có thể là các bạn đã rất là sốc và không thể tin được là mọi thứ nó diễn ra như vậy. Nhưng mà mình thấy rằng là cái người này sẽ liên lạc trong thời điểm tiếp theo nhé. Nói chung là trong cái dự đoán của bạn thì bạn dự đoán người này sẽ liên lạc lại thôi. Nhưng mà bạn cũng sẽ gọi là giống như là nghĩ đến cái việc là bạn sẽ nói như thế nào đối với họ rồi. Đó. Mình muốn xem về cái ý định của cái người này. Đợi xíu. Xem ý định của người này như thế nào đây. Khi mà họ liên lạc lại với bạn ấy, thì họ có ý định gì đây? Rồi, mình cảm thấy là bạn nên cẩn trọng đối với cái người này một chút. Mình cảm thấy được rằng là cái người này dễ có xu hướng đang cần một cái sự giúp đỡ nào đó từ bạn. Nhà người này có thể là họ đang có những cái gánh nặng nào đó đối với cái cuộc sống của họ. Họ cho rằng bạn sẽ là cái người tháo gỡ cái gánh nặng đó của họ. Và có thể là họ thấy được rằng bạn ở thời điểm hiện tại đã rất là phát triển và có thể có tiềm lực, tiềm năng gì đó. Mà họ nghĩ rằng là bạn có thể giúp họ nên là họ mới liên lạc lại với các bạn. Đó, thì đây là một cái cơ hội để bạn buông bỏ hoàn toàn những cái nỗi giận, nỗi hận đối với cái người này. Học được bài học hoàn toàn và đồng thời là cũng nâng cao cái gọi là cái ranh giới của mình để cho họ không thể đến được với cuộc sống của các bạn một lần nữa. Người này có thể... với một số trường hợp, nếu như người này trước kia đã từng lừa tiền bạn, thì có thể là họ giả vờ tử tế để một lần nữa sẽ mượn tiền hoặc là cái gì đấy chẳng hạn nha. Hoặc là họ muốn bạn giúp họ một cái lợi ích gì đó.
hãy cẩn trọng với điều này. Thì đấy là số 1. Chúng ta đến xin chào số các 2. Bạn đến với tụ bài số 2. Và đây là trẻ bé Trung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là ai sẽ liên lạc với bạn, sắp tới ai sẽ liên lạc với bạn. Mình thấy cái người mà sẽ liên lạc với các bạn ở đây là một cái nhân vật nào đó trong gia đình của các bạn. Và người này là một người mà bạn rất là tin tưởng. Họ có thể là một người cố vấn cho bạn, giúp bạn cố vấn này, luôn lắng nghe bạn này, hoặc là chia sẻ với các bạn, hoặc là sẽ cho bạn lời khuyên. Thì họ là người thuộc trong gia đình, không nhất thiết là phải gia đình kiểu quá là ruột thịt. Ví dụ như là bố, mẹ, anh chị em trong nhà. Nếu như không phải những người đó, có thể là một cái người dì, người chú hay người bác nào đấy trong dòng họ chẳng hạn. Đó, nhưng đại loại là đây sẽ là một cái nhân vật trong gia đình của các bạn. Thì thứ nhất ở đây á, mình thấy rằng là bạn cần đến cái sự giúp đỡ của cái người này. Thì tại sao người này lại liên lạc với bạn, hoặc là có thể là bạn cũng sẽ chủ động liên lạc với họ, hoặc là họ chủ động liên lạc với bạn. Ví dụ như bạn đang bối rối một cái gì đó, bạn nghĩ đến họ thôi, thế là họ gọi điện cho bạn. Bạn chỉ cần nghĩ thôi là họ gọi điện cho bạn, bởi vì dường như giữa bạn và họ có một cái kết nối gì đấy rất là đặc biệt. Thì cho dù ai liên lạc với ai chăng nữa, thì mình thấy là cái nội dung của cái sự giao tiếp này ấy, thứ nhất là mình thấy rằng là bản thân bạn có một cái mong muốn nào đó, có một cái ước vọng nào đó, có một cái khao khát nào đấy. Và cái ước muốn khao khát đó nhìn bề ngoài nó có vẻ nó sẽ hơi xa, nó sẽ hơi cao một chút so với những gì mà hiện tại bạn đang có ở đây. Đó, hoặc là bạn đang mong muốn một cái gì đó bạn nó xa hơn những gì hiện tại vị trí bạn đang đứng. Và sau đó là các bạn rơi vào cái trạng thái là phân vân. Bạn không biết là mình có thể làm được điều đó hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn chần chừ, các bạn không biết là bắt đầu từ đâu và bạn sẽ bắt đầu như thế nào. Thì cái người này họ liên lạc với bạn, và hoặc là bạn liên lạc với họ, hai người trao đổi gì đấy với nhau. Thì cái sự trao đổi này thứ nhất nó dựa trên đấy chính là bạn rất là tin tưởng họ và họ cũng tin tưởng bạn. Thứ nhất họ tin vào khả năng của bạn, bạn tin vào những lời khuyên của họ. Và vì thế mà cái người này sẽ chia sẻ cho bạn về kinh nghiệm của họ, cũng như là có thể là giúp đỡ bạn về một cái lĩnh vực nào đó, ví dụ như tiền bạc tài chính này, hỗ trợ bạn để bạn thực hiện được cái mong muốn của bản thân các bạn chẳng hạn. Đó, và nếu như những bạn nào đang xem trải bài này của mình, các bạn đang muốn thực hiện một cái thứ gì đó nhưng mà nó đang thiếu, thứ nhất là bạn chưa biết là bắt đầu từ đâu là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là bạn đang thiếu nguồn vốn. Hãy tìm đến với cái người nào đó trong họ hàng, gia đình các bạn ấy mà bạn tin tưởng nhất, mà bạn có thể nói chuyện được nhất. Hãy gọi điện cho họ, hoặc là nhắn tin, hoặc nói chuyện gì đấy với họ. Họ sẽ giúp các bạn nha. Thì cái người này này, mình thấy rằng là bạn và họ hai người rất là tin tưởng nhau. Đó, và có thể là cũng rất là quý mến nhau nữa. Thường trong những cái mối quan hệ gia đình ấy thì nó rất là phức tạp. Thường là cũng có người tâm tình được với nhà, anh chị em cha mẹ trong gia đình, nhưng mà cũng có những người thì khác. Cho nên là mình thấy là bạn, cái điều quan trọng ở đây là bạn cần phải tìm được đúng cái người mà họ có thể tâm tình được, có thể chia sẻ được, có thể hiểu được. Họ không có chê bạn là ước mơ cao sang quá hay là gì gì đó, mà họ đặt lòng tin ở bạn và đặt cái lòng tin vào những cái mong muốn của bạn, bạn có thể thực hiện được. Mình thấy là với cái sự thúc đẩy của cái người này, nhiều khả năng là bạn sẽ thực hiện cái điều mà bạn muốn, nên là chúng ta có take action. Vũ trụ cũng đang sắp xếp, giống như là vũ trụ, cái sự liên lạc này cũng là cái vũ trụ sắp xếp đến cho các bạn, giúp cho các bạn có được cái sự gọi là cái sự kết luận này, cái sự chốt này, một cái sự chốt, một cái sự kết luận cho một cái vấn đề nào đó mà chúng ta đang bối rối băn khoăn ở đây. Thì cái người này họ đem đến cho bạn cái sự bình tĩnh, sự bình yên, sự từ tốn, từ từ đó. Và cái người này giống như là họ đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống rồi, và vì thế mà họ sẵn sàng giúp đỡ các bạn, đồng thời là kiểu giống như khuyên bạn là cứ làm đi, cứ thích thì cứ thử đi, cứ thực hiện đi, phía trước ngoài kia còn rất là nhiều những cái thứ hay ho khác. Vì thế mà chúng ta phải giống như là open mọi thứ đi, hãy mở cửa trái tim của mình ra. Mình chẳng biết được ngày mai mình sẽ đi đến cái mức độ nào. Nếu như mà chúng ta không làm thì chúng ta cũng sẽ không biết là chúng ta có thể đạt được nó hay không, đúng không? Đó, thì mình thấy rằng là cái người này rất là tin tưởng ở bạn, và bạn cũng rất là tin tưởng ở họ. Nhờ vào cái cuộc liên lạc này, bạn sẽ sớm đưa ra một cái kết luận cho một cái vấn đề nào đó mà các bạn đang lấn cấn, chưa thực hiện, hoặc là các bạn vẫn còn đang chờ. Thì có thể là bạn đang chờ, bạn chưa biết là bạn có nên làm điều này hay không đó. Thì với sự tác động của cái người này, bạn sẽ quyết định là ok, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay và luôn để thực hiện được cái mong muốn, cái ước mơ của mình. Đó, và người này sẽ cho bạn thấy rõ hơn về cái bức tranh mà mọi thứ nó có thể diễn ra. Vì có thể là họ đã có kinh nghiệm rồi, họ đã có trải nghiệm rồi, nên là họ sẽ chia sẻ cho các bạn. Mình sẽ rút thêm bài xem là còn cái điều gì nữa hay không. Happy family. Happy family. Cái người này là cái người này họ
giống như là họ rất là vui khi mà bạn là một cái thành viên trong trong gia đình. Là một thành viên trong gia đình, mình không biết là người này là người ruột thịt của bạn hay là người họ hàng gì đó, thì cái đấy mình không quá rõ. Nhưng chúng tôi có Happy Family thì rõ ràng chắc chắn là người này có họ với bạn. Ngoài mình thì hay gọi là có họ với bạn. Cái người này đến là để tác động vào cái sự xiềng xích được của bạn. Tức là lúc trước khi mà bạn chưa nói chuyện với người này thì bạn như thế này này, bạn đang bị một cái gì đấy đang giữ lại, nỗi sợ hãi hoặc là một cái điều gì đấy nó xích các bạn lại. Nhưng khi mà họ tới thì họ, những cái gì mà họ nói với bạn, họ chia sẻ với bạn, nó sẽ giúp bạn chặt được cái dây xích này để các bạn có thể thoát ra được khỏi những cái nỗi sợ hãi bên trong. Nói chung là mọi thứ nó sẽ tốt. Ok. Đồng thời người này cũng sẽ cảnh báo các bạn về những cái rủi ro hoặc là những cái khó khăn mà các bạn sẽ phải trải qua trong cái quá trình mà các bạn sẽ tiến đến cái mục tiêu mà mình muốn. Họ sẽ cảnh báo bạn là những cái vấn đề nó sẽ ở đâu. Cho nên là mình thấy rằng là đây là cái cuộc nói chuyện, đây là một cái cuộc trò chuyện, đây là một cái sự liên lạc mà thực sự là rất là có ích cho các bạn. Nó đóng vai trò gần như là quyết định cho cái sự phát triển tiếp theo của các bạn. Giống như là một cái chiếc chìa khóa để các bạn mở được cái cánh cửa mà mấy năm nay các bạn không có mở được ấy. Đó, một lá cuối nè. Thì sẽ rút thêm một lá bài nữa nhé. Bộ này đi. Dành cho bộ bài số. Ồ, hãy bước đi và hãy làm những cái bước đi đầu tiên đi. Rồi hãy thực hiện những cái bước đầu tiên đi. Cho nên là người này sẽ khuyến khích bạn làm điều này nha. Thì đấy là số 2, chúng ta đến với số 3. Chào các bạn đến với tụ bài số 3. Và đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi là sắp tới ai sẽ liên lạc với các bạn. Đầu tiên thì có thể khi bạn nghe trẻ bài này, các bạn sẽ không tin. Ngay từ khi mà ban đầu mình nói đi một vài cái chi tiết đấy, có thể bạn sẽ không tin. Nhưng mà ở đây ngay từ đầu đã nhắc các bạn là hãy tin vào những điều không thể. Có thể bạn nghĩ đây là điều không thể xảy ra, hoặc là nó không thể nhanh như thế được, hoặc là như nào đó đâu. Đó, thế nhưng mà rồi ok, hãy lắng nghe hết cái trải bài này của mình nhé. Cái người mà liên lạc với các bạn ở đây là cái người sẽ có mối quan hệ tình cảm với các bạn. Đó, với một số bạn hiện tại các bạn đang độc thân, thì mình thấy rằng là ok, đang độc thân vui tính đúng không? Sắp tới sẽ xuất hiện một cái nhân vật nào đó, sắp tới đây sẽ nhắn tin cho bạn, nói chuyện với bạn, trò chuyện với bạn. Và họ sẽ đặt vấn đề là họ muốn tìm hiểu các bạn. Có kiểu giống như là họ bị thu hút bởi bạn và mong muốn là có thể tiến xa hơn với bạn để tìm hiểu rồi này kia các thứ đó. Thì mình thấy rằng là thật ra là cái trong tụ bài này có rất là nhiều trường hợp có thể xảy ra ở đây. Thứ nhất, có thể bạn đã từng có trước kia bạn cũng đã từng kết hôn rồi, nhưng mà có thể là cái mối quan hệ đã kết thúc. Hoặc là trường hợp nữa là cái người này sẽ là cái người đã từng kết hôn và cái mối quan hệ của họ cũng đã kết thúc rồi. Đấy là cái hai trường hợp này. Trường hợp thứ ba ở đây ý, là hai người hoàn toàn độc thân và chưa có vướng mắc gì với cái chuyện gia đình hay là kết hôn hết. Đó, thì cái mối quan hệ này này rất có khả năng nó sẽ tiến đến hôn nhân. Nói hơi sớm ở cái giai đoạn này, có thể là bạn sẽ không tin, nhưng mà bởi vì chúng ta còn quá sớm để nói về điều này. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có là wedding này. Đó, nên là khả năng rất là cao sẽ có một nhân vật nào đó đến, và nhiều khả năng là họ và bạn sẽ cùng xác định để đi đến một cái cam kết đặc biệt nào đó ở đây. Có thể là không phải khi các bạn đến với nhau là các bạn xác định cưới nhau luôn không, mà có thể là các bạn xác định là tìm hiểu nhau, sau đấy là một thời gian sau khi các bạn cảm thấy cái tình cảm này nó chín muồi rồi thì sau đấy là các bạn kết hôn chẳng hạn. Thì ok, cái phần đấy để nói sau nhá. Đầu tiên ấy thì mình thấy rằng là hai người á có rất nhiều điểm chung. Hai người có rất nhiều điểm chung và dường như giống như cái việc là hai người được sinh ra để dành cho nhau vậy. Thật ra thì mình không quá tin vào việc là hai người được sinh ra để dành cho nhau, nhưng mà trong tụ bài này chính là kiểu dạng như vậy. Ở đây các bạn có Queen of Cup và King of Cup, tức là đây là một vị nữ hoàng ly. Đây là vị giống như là vị vua, vua ly. Đó, cho nên là gì, nữ hoàng đi với vua thôi đúng không? Hoàng hậu thì đi với vua thôi. Cho nên mình thấy rằng là hai người là hai cái yếu tố rất là hợp nhau ở đây, ở một cái khía cạnh nào đó khá là hợp nhau nhá. Rồi, mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó tràn ngập tình cảm, nhưng đồng thời nó cũng sẽ sướt mướt. Ở đây mình cảm nhận được cung song ngư rất nhiều. Năng lượng của cung nước song ngư cự giải bảo cảm nhá, đặc biệt là cung song ngư. Đó, có một cái gì đó rất là lãng mạn, nó rất là sướt mướt. Có những lúc hai người giống như là
Nói chung là nó cứ mập mập mờ mờ, không rõ ràng với nhau đó. Thế nhưng mà cái thời gian đầu nó sẽ là cái sự gọi là cái sự gọi là có cưa kéo xẻ, giống như là một bên kéo một bên đẩy, kiểu kiểu như thế đó đấy, để giống như là một cái cuộc chơi với nhau á, một cái sự thử thách đối với nhau á đó. Và cái thời gian đầu cho mình một cái cảm giác gì đấy nó rất là lãng mạn, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái gì đấy nó chưa rõ ràng ở đây. Nhưng mà đấy lại là cái điều thú vị trong cái câu chuyện tình cảm này. Thì cái người này bị bạn thu hút rất là mạnh mẽ, bạn có một cái không hẳn là bạn có một cái vẻ ngoài quá là xinh đẹp, nhưng mà bạn có biết cách để tỏa ra cái nguồn năng lượng rất là tích cực đến những cái người xung quanh, và cái người này họ bị thu hút bởi bạn. Ở đây mà có một người mang năng lượng nam và một người mang năng lượng nữ, nói chung hai người này hoàn toàn giống nhau rồi, cái khả nhiều có nhiều nét tương đồng rồi. Cái người nữ thì sẽ là trực giác hơn một chút, sẽ trực giác nhiều hơn một chút. Người nữ này có thể họ tin vào tâm linh nhiều hơn một chút, và họ giống như là trước khi mà gặp cái người nam này, cái người nữ đã nhận được những cái dấu hiệu rồi. Có thể là ai đó nói cho họ trước này, hoặc là họ nhìn thấy những dấu hiệu cặp đôi này kia các thứ chẳng hạn. Và đây chúng ta có lá lớp nên là hai người sẽ nảy sinh tình cảm gì đấy với nhau. Và trong cái khoảnh khắc mà người này liên lạc với bạn, nói chuyện với bạn, kết nối với bạn, thì đồng thời báo hiệu một cái chu kỳ mới sẽ được bắt đầu trong cuộc sống của các bạn đây. Và cái chu kỳ này là một chu kỳ của sự lãng mạn, một chu kỳ có thể sẽ có những sự cam kết, sẽ có cái sự kết hôn gì đó ở đây. Đó, hai người này bạn thấy hai người này đều nhắm mắt không? Như kiểu hai người này mình có một cảm giác như hai người đều manifest nhau vậy. Đó, giống như là gặp được cái người mà đúng với gu của mình sau rất là nhiều những cái mối quan hệ trước. Nó có thể là không đi đến đâu cả, hoặc là nó hoàn toàn khác gu của mình, nhưng mà hai người gặp được nhau. Ok, giống như một bên là một con, hai con đều là hai con chọt sói, nhưng một con bên là một con sói đen, là một bên lại là một con sói trắng. Đó, và mình thấy là các bạn đã phải phải giống như là vượt qua rất là nhiều những cái thử thách để có thể đến được cái thời khắc này. Cái thời khắc mà các bạn sắp chạm được vào nhau, cái thời khắc mà các bạn sắp được kết nối với nhau, sắp liên lạc với nhau ở đây rồi. Đẹp nhá, mình cảm thấy nó có một cái sự kỳ diệu gì đấy. Thật ra là cũng rất lâu rồi mới mới có một cái trải bài mà cho mình có một cái kết nối về cái mối quan hệ đặc biệt này. Mình thấy hai người đều ở cái mức độ phát triển rất là mạnh mẽ về mặt linh hồn. Có thể hai người sẽ cùng xem chung một kênh tarot chẳng hạn, ví dụ như thế. Ví dụ như thế chẳng hạn. Đó, cùng xem chung, và khi mà hai người nói ra thì hai người mới biết về điều đó. Cùng có một cái điểm chung nào đó rất là hay. Có thể nhiều lúc dường như là sắp gặp được nhau rồi thì cuối cùng lại bị lỡ chẳng hạn. Mình thấy rằng là ôi, union một lần nữa. Mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó có khả năng nó sẽ đi đến được một cái cam kết đặc biệt nào đó với nhau nhá. Khả năng rất là cao đấy. Hai người thật ra là có một cái duyên nợ gì đấy nó rất là đặc biệt và sâu dày từ những cái kiếp sống trước rồi. Và cái kiếp sống này các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Các bạn có những món nợ với nhau mà các bạn sẽ cần phải học, cần phải trả, cần phải học hỏi để ngày càng update, để ngày càng thay đổi và ngày càng phát triển hơn. Đó. Một lá đi. Thèm rút quá, muốn rút nữa quá. Nữa đi. Ok, mình xem là có lời khuyên gì cho các bạn nữa không nhá. Không biết lấy bộ nào luôn ý. Rồi, lấy bộ này đi. Thế gian quay vòng tại sao. Ôi, hãy chuẩn bị để được làm ngạc nhiên. Căng quá. Cái mối quan hệ này nó sẽ rất là đặc biệt. Đặc biệt nha, rất là đặc biệt. Rất là nhiều điều thú vị. Và mình thấy là hai người sẽ đủ nhạy cảm để nhận ra được sự đặc biệt và thú vị trong mối quan hệ này. Có thể là có nhiều trường hợp các bạn, ví dụ như là trước đây các bạn đã cùng đến cái địa điểm đó, cái sự kiện đó, nhưng mà các bạn lại không gặp nhau cho đến vài năm sau, hoặc là các bạn không biết nhau cho đến vài năm sau, các bạn mới mới thấy được rằng là trên những cái trang cá nhân của nhau, các bạn mới thấy rằng là hai người trước kia đã cùng đến một cái chỗ này, thế mà hai người lại không biết điều đó. Đó, ok. Một lá cuối nè.
Và có thể nói rằng là hai người đã đi một hành trình dài để có thể gặp được nhau. Và thời điểm sắp tới đây sẽ là thời điểm các bạn áp dụng được những thứ mà các bạn đã học trong khoảng thời gian trước vào cái mối quan hệ này nha. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.